Để chuẩn bị cho buổi trưa thì gia đình mình sẽ đi chợ Phước Hải để lựa hải sản về và nấu ăn tại villa. Phía trước chợ Phước Hải là biển và có một cái bãi xe rất là rộng luôn các bạn. Đây, biển nè, đó thấy chưa? Đây bãi xe. Đi vô chợ Phước Hải để mua hải sản. Đây, vô tới khu vực bán hải sản. Bán không lời luôn nè. Lấy vốn nè. Chợ bán rất là tấp nập luôn. Hải sản, ốc. Cá. Con bự này em lựa con bự cho nè. Chị về thử thì mai mốt ăn một chút kiếm em nữa. Cái này là khô sẵn mẹ. Cái này khô sẵn hả? Cái khô sẵn đây mình nó mà muốn. Mày cái này đi cho mày cứ về cô làm rồi. Năm bữa lâu lắm, làm 5 cái tiếng mới ra được mấy hộp. Mua nhiều hộp thì bớt bao nhiêu? Hả? Mua nhiều hộp thì bớt bao nhiêu? À, mua 2 hộp thì 350. Mua 3 hộp bao nhiêu? 3 hộp thì lấy 500 luôn. Dạ. 150. Hộp 170 rồi. 170 rồi. Ồ. Quán sang lên liền à. 4 hộp.
Đây. Mua được cái này rồi. Trả mà trả 10 ngàn không trả. Lúc tích thì hình thì nó vậy thôi chứ có lớn, có lớn thì là cái phòng đạo. Còn tích thì là nó như vậy thôi chứ không có lớn. Dạ. Cào cào nó lớn, cào lớn nó mấy trăm ngàn ký. Còn thì mấy trăm mà không có. Còn cái đó nó mấy trăm ngàn ký nhưng nó cào cào, còn này nó có trăm mấy rồi nó vậy thôi. Thì có thì em mua thôi. Này trăm mấy ký còn. Mua chứ phải đủ đâu. Đúng là. 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 Đú